Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài học với giáo trình Seoul 2A. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9, in Inundeo. Có nghĩa là tôi có vài điều muốn hỏi. Ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ vào phần hắc sub mục tiêu để chúng ta xem là bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì. Bài số 9, chúng ta quay lại phần giáo trình và chúng ta sẽ xem hắc sức mục tiêu của bài này đó là ơ huy từ vựng về phần trơn hoa và phần số 2 là về phần trông bô và ngữ pháp trong phần này chúng ta tìm hiểu ngữ pháp n tính từ đi với n ưng tều động từ đi nâng tều danh từ đi với in tều động từ nâng chung y đà, danh từ trung y Baragi-in, phần nói 1 정보 전달하기 정보 là thông tin 전달하다 chontaragi đây là chúng ta truyền đạt truyền đạt thông tin tiếp theo ngữ pháp và biểu hiện số 2 động tính từ đi với n hoặc ân cái động từ đi với Naio danh từ đi với in cái có nghĩa là uh, dạng uh, lịch sự và thân thiện trang trọng gần gũi hơn là yô tiếp theo n npak tức là ngoài cái n này ra thì không có cái gì đó hoặc là chỉ có cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng à, chút nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong phần bài học ở phần ngữ các phần ngữ pháp này tiếp theo maragi i burehaki tức là chúng ta tập mà có một số, một số vấn đề cần phải hỏi thăm, cần tư vấn. Puko Maraki tức Maraki chúng ta có radio quiz program Thực kỳ, chúng ta nghe một cái chương trình đố vui quiz là đố vui. Radio là trên đài, trên trên đài tiếng nói. Tiếp theo neki chúng ta hãy đưa ra những câu đố. Tiếp theo ilkosuki đọc và viết Hàn Quốc sẽ ngoan trình bộ 소개하는 인터넷 게시판 kỳ. chúng ta đọc một cái đoạn văn ở trên cái bảng thông báo internet đoạn văn thông báo trên internet về việc giới thiệu thông tin sinh hoạt tại Hàn Quốc Hàn Quốc sẽ ngoan trình bộ 소개하는 글 kỳ, chúng ta hãy viết một đoạn uh, văn về giới thiệu về cái thông tin sinh hoạt ở Hàn Quốc phần thực hành qua chê chúng ta hăng quốc thể hàn trồng bồ sô chô chúng ta điều tra thông tin về hàn quốc đây là phần thực hành chúng ta sẽ hỏi lẫn nhau mu hoa san chúng ta dạo qua phần văn hóa hăng quốc kê ăn trần hòa à, những số điện thoại hướng dẫn của hàn quốc tiếp theo phá rừng hoa bị âm hóa 4. chúng ta lần lượt chúng ta sẽ vào từng phần này đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ học về phần trơn hoa và trông bồ cái này hai phần này là phạm chủ rất là rộng ví dụ như là trơn hoa thì chúng ta có à, điện thoại này có số điện thoại này có cách sử dụng điện thoại này ok chúng ta bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần đầu tiên chúng ta sẽ vào phần ở huy từ vựng chúng ta sẽ vào phần ở huy từ vựng bài hôm nay chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ thử học xem đó là chân hoa rưn cơn ta đó là bấm điện thoại tức là chúng ta uh, bấm số để gọi điện thoại. Chân hoa ga ta điện thoại đến. Chân hoa rưn phạt tà là nghe điện thoại. Chân hoa ta pakuta là đổi hoặc là chuyển điện thoại cho người khác. Thông hoa ta là gọi điện thoại tức là chúng ta liên lạc với nhau ạ. hoa cân ta, Chân hoa cân ta đây là ngắt điện thoại tức là sau khi gọi xong chúng ta cúp máy. Chúng ta nghe và đọc theo. 전화를 걸다. 전화를 걸다. 전화를 걸다. 전화가 오다. 전화를 받다, 전화를 바꾸다, 통화를 하다, 전화를 끊다, 전화를 걸다, 전화가 오다, 전화를 받다, 전화를 받구다 통화를 하다 전화를 끊다. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Tiếp theo là cái những thao tác sử dụng điện thoại là bunjareul puneta chúng ta gửi tin nhắn. Bunjareul batda. Munjareul batda là nhận, nhận tin nhắn. Munjareul chwida. từ chúng ta xóa tin nhắn. 당해. 문자를 보내다 문자를 받다 문자를 지우다 문자를 보내다 문자를 받다 문자를 지우다 tiếp theo. Tiếp theo chúng ta đọc một cái đoạn à, quảng cáo trên internet. Hanguke truyền thông umak và đây là nhạc truyền thống của Hàn Quốc. Samunori rất Các bạn hãy thử học cái samunori một cách trực tiếp xem. Đầu tiên, tê sang là đối tượng. Thì hanguke sanen gyeokin là những người này nước ngoài sống ở Hàn Quốc, tè sang. Tiếp theo Changso, Changso là Kuni Kukagwon. Đây là viện âm nhạc. Tiếp theo Kikan, Kikan là khoảng một khoảng là cái khoảng thời gian mà học cái chương trình này. Đó là Samul Sipil Butho, tức là từ ngày tháng từ ngày 12 tháng 3 đến ngày Oul. 28 đến ngày 28 tháng 5. Mechu là hàng tuần. Toyoil thứ bảy. Yonshi Buter từ 10 giờ đến 12 giờ thứ bảy hàng tuần. Chamgabi phí tham gia Saman là 30.000 won. Chụp là phương pháp đăng ký civil mục 전화나 인터넷으로 신청. Chúng ta đăng ký bằng internet hoặc bằng điện thoại. Đến ngày mùng 10 tháng 3 thứ năm. Pure là chúng ta có hỏi hỏi đáp tức liên hệ thêm thì là gọi vào số điện thoại bên dưới này. Và bây giờ chúng ta nghe những cái những cái từ tiêu đề ở đây. Thế sẵn. Thế sẵn. Thế sẵn. 대상 장소 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 기간 기가 기간, 기간 참가비참가비참가비 접수 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 문의문의문의문의 vậy thì chúng ta sẽ đưa các từ này vào những cái từ vựng đúng đưa vào bức, bức hình đúng đầu tiên chúng ta có chơn hoa rớt cần tà tiếp theo là hát à". thông hoa rớt há tà thông hoa thả chơn hoa rớt phạt tà chơn hoa cá không đúng ạ đây ạ chơn hoa rớt cho nó cân tả tức là đè vào tiếp theo chúng ta nối những từ vựng ở đây vô lý đầu tiên là vô lý trong cavity trang số địa điểm thế sang đối tượng kỳ khoảng thời gian chớp xù phương pháp đăng ký chúng ta sang phần tiếp theo Ở đây chúng ta có tính từ đi với n hoặc là ưn tèo động từ đi với nân tèo danh từ đi với in tèo đây là kết thúc câu uh, mục đích nhằm để kết nối với trước của câu hoặc là đưa ra một cái uh, lý do đưa ra một cái uh, giả định giải thích cho cái câu mà người nói đã nói mà ở đây chúng ta có nghĩa là dịch là nhưng mà hoặc là rồi và hoặc là vì ví dụ như là ở đây ạ Kelly C chôm bạc cô chú rể ô chỉ gom bé ấm nên để vì bây giờ không không có nhà xin lấy chỉ bây giờ không có nhà xin lỗi ai đấy ạ chúng ta nghe Kelly C chôm bạc cô chú 지금 집에 없는데요. 실례지만 누구세요? 캘리 씨좀 바꿔주세요. 지금 집에 없는데요. 실례지만 누구세요? 어, là dạng kết thúc câu của Câu này có nghĩa là nối dùng để nối nhưng mà kết thúc câu là vô luôn, đưa ra lý do hoặc là đưa ra một cái trạng thái nào đó. Thì chúng ta tìm hiểu cấu trúc này ở những bài trước và ở đây chúng ta không có vế sau. Và chúng ta kết thúc luôn bằng chữ vô. Đó là nhưng hoặc là vì rồi. Các bạn chú ý như vậy. Igon pi bisan bisan

học sinh mà ok chúng ta sang phần tiếp theo ngữ pháp số 2 trong phần bun vấp một chúng ta là n trung y đà hoặc là chúng ta có ngữ à, ngữ, à, 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 ngữ pháp số 2 của chúng ta là ngữ pháp tiếp theo Ngữ pháp số 2 là chúng ta có N -nân chung ý là Ở đây chúng ta có chigramuha Bây giờ bạn đang làm gì vậy? Email sununchiyo. -e đây là cái ngữ cấu trúc ngữ pháp nói về cái việc đang thực hiện cái hành hành động này đang trong lúc thực hiện ở trạng thái ngay lập tức bây giờ đang thực hiện. ví dụ như là bây giờ đang à, viết thư chữ bua hiểu đang làm gì chữ cô lớn kita đi nên chung nhiều kita đi nên chung nhiều gớm chung tức là động từ chỉ bỏ chữ ta đi thêm nân chung y tà vào và chúng ta có thể sử dụng được các bạn chú ý động từ đi với nân chung y tà tiếp theo chúng ta sang cấu trúc ngữ pháp tiếp theo đó là danh từ đi với trung y là à, tương tự như động từ thì lấy đi là um, danh từ tức là đang làm một cái hành động gì đó ví dụ như là kim minh su si puta đi à, cho tôi nhờ kim Min su một chút chỉ gương huê chung y -shin à, bây giờ đang họp thường là cái này đối với các danh từ ở thể hán hàn sẽ là ghép với hata và chúng ta có thể bỏ đi ví dụ như là huy hata nếu mà chúng ta nói huy hata là phải là huy hanun chung yeo, đang học. nhưng mà chỉ cần nói là huy thì chúng ta là huy chung yeo, huê y Sinh đéo huy chung yeo. hoặc các bạn đang học chẳng hạn thì là cung vu chung yeo, hoặc là cung vu hanun chung yeo. cái này chúng ta có thể sử dụng được tiếp theo

회사에 없습니다. Không có ở công ty. Akirashi đang là kỳ nghỉ thì là 휴가 중 이라서 휴가 휴가 이라서 vì đang là trong kỳ nghỉ nên không có ở công ty. Tiếp theo số 2 부어 하고 있어요. Bạn đang làm cái gì đây ạ? 운동 thì là 운동 Chung 운동 중이에요. 운동 중이에요. 대대요. 지금 이 길은 공사+ 공사+ 공사 중이라서 공사 중이라서 공사 중이니까 음~ 위 위에가랑 아~ 세적은 다른 길로 다른 길로 돌락가세요 hãy đi bằng quay ra đi đường khác ạ chúng ta chú ý tiếp theo chúng ta sẽ sang phần maraki il ở phần maraki il phần nói một chúng ta đây có cuộc nói chuyện giữa Eugene và Kelly Yoboseo Kelly si hutefoni chiếu đây là điện thoại của Kelly phải không Ne chân tèo vâng là tôi đây Kelly si chờ <laughs> yu chín nhìn thấy tôi là yu chín đây chứ gom thông hoa quen chân này ô bây giờ gọi điện không sao chứ để quen chân này vâng không sao xúc chế hát chung yết sồi vừa xong đã làm tôi đang làm bài tập Kelly C, Hàn Quốc truyền thống âm nhạc, chú à thích nhạc truyền thống Hàn Quốc chứ? Đây chú à hiểu.

À, cú các là những cái là nhạc truyền thống, những lớp học truyền nhạc truyền thống dành cho người nước ngoài ở viện âm nhạc quốc gia. Khenlysiga, chùa Halgatthasawo, trần hoa hetsyo. Vì tôi nghĩ là bạn có thể là thích nên tôi đã gọi điện. vậy 그래요, 보야. 무슨 요일에 하는데요? Uh, nó là uh, cái buổi học đó vào thứ mấy nhỉ? Mẹ chú thôi <laughs> yu uh, yê nê hà nần đê Cái buổi học được tiến hành vào thứ bảy hàng tuần Chá xê hàn cờ sơn Chân hoa hê giớ bù rơ bồ xèo Chá xê hàn cờ sơn Chân hoa hê giớ bù rơ bồ xèo Bạn nếu mà muốn biết uh, Để biết chính xác hơn thì chính xác thì Chun Hwa hay số hãy gọi và hỏi xem Bunjae Chun Hwa Bunho tôi sẽ gửi số điện thoại cho bạn để cô mau vâng cảm ơn ở đây là các bạn hình dung là có một cái lớp học nhạc Hàn Quốc truyền thống thì ở đây bạn này bạn ấy đang học bài và bạn ấy rủ bạn này đi học à, bạn này bạn ấy gọi điện rủ bạn à, kelly đi à, tham gia cái buổi học Các Suốt ở tại à, bây giờ chúng ta sẽ à, đọc đi đọc lại phần này một hai lượt xong sau đó chúng ta sẽ nghe 어, 빌어, chúng ta sẽ nghe b 여보세요? 켈리 씨 휴대폰이지요? 네, 전데요? 켈리 씨, 저 유진인데요. 지금 통화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 숙제하는 중이었어요. 켈리 씨, 한국 전통음악 좋아하지요? 네, 좋아해요. 그런데 왜요? 국립국악원에서 외국인을 위한 국악수업을 해요. 켈리 씨가 좋아할 것 같아서 전화했어요. 그래요? 무슨 요일에 하는데요? 매주 토요일에 하는데 자세한 것은 전화해서 물어보세요. 문자로 전화번호 보내줄게요. 네, 고마워요. 우리가 nghe 여보세요? 켈리 씨휴대폰이지요 네, 전데요. 켈리 씨, 저 유진인데요. 지금 통화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 숙제하는 중이었어요. 켈리 씨 한국 전통음악 좋아하지요? 네, 좋아해요. 그런데 왜요? 국립국악원에서 외국인을 위한 국악수업을 해요. 켈리 씨가 좋아할 것 같아서 전화했어요. 그래요? 무슨 요일에 하는데요? 매주 토요일에 하는데 자세한 것은 전화해서 물어보세요. 문자로 전화번호 보내줄게요. 네, 고마워요. chúng ta tập đọc Nhá, chúng ta tập đọc vài lượt xong sau đó chúng ta lại bắt đầu đóng vai giống như những bài khác đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai người nói sau đó là Kelly. 여보세요, Kelly 씨 휴대폰이지요? Kelly 씨 저 유진인데요. 지금 통화 괜찮아요? 켈리 씨, 한국 전통음악 좋아하지요? 국립국악원에서 외국인을 위한 국악수업을 해요. 켈리 씨가 좋아할 것 같아서 전화했어요. 매주 토요일에 하는데 자세한 것은 전화해서 물어보세요. 문자로 전화번호 보내 줄게요. chúng ta sẽ đóng vai của y u j i 시작 네, 전데요? 네, 괜찮아요. 숙제하는 중이었어요. 네, 좋아요. 그런데 왜요? được rồi <laughs> chúng ta tập đọc đi đọc lại một vài lượt xong sau đó chúng ta nghe lại đoạn hội thoại mà chúng ta không nhìn đến phần chữ 여보세요? 켈리 씨 휴대폰이지요? 네, 전데요. 켈리 씨, 저 유진인데요. 지금 통화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 숙제하는 중이었어요. 켈리 씨, 한국 전통음악 좋아하지요? 네, 좋아요. 그런데 왜요? 국립국악원에서 외국인을 위한 국악 수업을 해요. 켈리 씨가 좋아할 것 같아서 전화했어요. 그래요? 무슨 요일에 하는데요? 매주 토요일에 하는데, 자세한 것은 전화해서 물어보세요. 문자로 전화번호 보내줄게요. 네, 고마워요. 오늘은 펀드 hội thoại số một. 그리고 우리 팀원이 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 팀원이랑 같이. Kelly bây giờ tình huống số 2 sẽ là check ý nên chung là bạn này bạn đang đọc sách và uh, tiếp theo là bạn Yuchin bạn nói là Kelly có thích phim không thích phim chứ thì ở cook nếp cực trang tức là ở uh, dạp uh, chiếu phim uh, của quốc gia dạp chiếu phim quốc gia thì có hàn quốc Dương hoa chê dành cho người nước ngoài Uh, liên hoan phim Hàn Quốc dành cho người nước ngoài ở uh, dạp chiếu phim quốc gia. Thế thì, đấy, thì, đây là tình huống số 2. Và tình huống số 3 của chúng ta là Television Bonen Chung Bạn này bạn đang đang, xem TV. Cái lý giới thiệu là Yori Hanen Go Chua Hacho. Bạn thích nấu ăn không? Và bạn nấu ăn, bạn giới thiệu là có cái lớp học nấu ăn Hàn Quốc dành cho người nước ngoài ở kimchi uh, Kim Chi Quan, bảo tàng Kim Chi. Đây, tình huống số 3. Tiếp theo tình huống số 4, Trưng Su Hanen Chung Bạn này bạn ấy đang dọn vệ sinh. Tiếp theo Krim Krimen Go Thì là Krim Krimen là vẽ tranh. Bạn có thích cái việc vẽ tranh hay không? Thì bạn này bạn ấy suop tung tung giang hoa suop là cái văn hóa truyền thống phương, văn hóa phương Đông Jesune uh, you know, trần tăng tức là ở cái cái gian trưng bày Jesune you know, trần tăng là cái ở cái nơi trưng bày tranh thì có cái uh, buổi học thông nhau hòa chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo sang phần số 2. ở đây chúng ta có ngữ pháp số 2. tính từ đi n-cao động từ đi về danh từ đi cao ở đây chúng ta sử dụng uh, các đôi câu này chỉ dành cho, cho câu hỏi để tương tự như yo thôi ạ nhưng câu hỏi này có ý nghĩa là thân thiện hơn nhẹ nhàng hơn yo ví dụ như là ở đây ngày trước yo chúng ta có thể nói là chúa à, héo nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nói là trốn cái động từ đi với này ví dụ như bây giờ chúng ta có thể nói là măng này hoặc là này hoặc là cá này tiếp theo đi in cái ngày trước chúng ta là nói là à, ví dụ như Hungary Sami cái bây giờ chúng ta có thể là hăng quốc sát in cái ố tức là nhẹ nhàng và thân thiện hơn rất là nhiều so với yo và cái này là chúng ta sẽ hay, hay dùng để hỏi kể cả trong khi phỏng vấn chúng ta cũng hay dùng cái những câu hỏi như thế này đầu tiên chúng ta xem một số ví dụ để chúng ta rõ hơn các bạn lưu ý cái này chỉ dùng cho câu hỏi và câu trả lời chúng ta vẫn trả lời theo yo bình thường ạ đầu tiên người a 요리 수업은 신청하려면 어떻게 해야 하나요? 전화나 인터넷으로 하시면 됩니다. 요리 수업은 나 뭐에티 안 신청하려면 내 ế u mà muốn nếu m u ố 안 어떻게 해야 하나요?

nào ít 이따 thường chúng ta sẽ đi với 나요 이따 ta sẽ đi với 나요 nào chắc 책은 한 단에 몇권 정도 있다 읽이 tiếp theo 이 책은 누구 책일까요? 누구 책일까요? À, quyển sách này là sách của ai? Yeah, chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo là N bạc kê, tức là ngoài cái danh từ này. Ví dụ, ngoài cái này. Ví dụ ngoài cái này chỉ có một cái nữa, hoặc ngoài cái này không còn cái nào khác. Thì thường chúng ta sẽ sử dụng là ngoài cái danh từ này thì không còn cái danh từ nào khác có nghĩa là lựa chọn đây là tình huống cuối cùng rồi nails neri ngày mai là kỳ thi cung mani hết bạn đã học nhiều chưa anio chú bạc kê một hết ngoài một chút này thôi tức là tôi chỉ học được một chút chúng ta sẽ nghe 내일이 시험인데 공부 많이 했어요? 아니요. 조금밖에 못 했어요. Chúng <목소리도> 내일이 시험인데 공부 많이 했어요? 아니요. 조금밖에 못 했어요. Chúng ta xem một số 지금 돈이 1000원 라고 기누 thì cho luôn ngoài 1.000 won tôi không có thêm gì cả tôi chỉ còn 1.000 won thôi. 빨리 가요. 빨리 가요. đi nhanh lên. Khi cha chuẩn bị ăn Namazel. đây còn lại, ăn không còn, không còn nổi 30 phút nữa. đi nhanh lên. 저 사람 Bạn có biết người kia không? Bạn có biết người kia nhiều không? 아니요. Ngoài tên ra thì không không biết cái gì cả. Đây là cái phần ngữ pháp số 2, 밖에 ngoài cái n thì không có cái gì hoặc là không còn cái gì cả. Rồi chúng ta sang phần hội thoại. Phần số 2 hội thoại hai này chúng ta sẽ dịch qua phần này yoboseo koki kuki kuka kun ki alo đó là viện âm nhạc quốc gia phải không burihalke burihalke isoso chon hoa nền tôi có mấy điều muốn hỏi nên tôi đã gọi điện nếu

Cái, cái, nhạc cụ truyền thống sử dụng bốn nhạc cụ truyền thống người ta gọi là samunori những cái trò đánh trống ấy quê quên quý cái buổi học dành cho người nước ngoài ấy, thì ngoài thứ bảy ra không có buổi nào nữa nè thôi yui man in vâng chỉ có vào thứ bảy thôi ạ kelly xin chân hà điều miên ở thực kỳ hay hạt À, nếu muốn đăng ký thì phải làm thế nào ạ? Tạm chú cơm nhuân ca gì chân hoa internet sử dụng hạt chiến tùy mì Bạn gọi điện hoặc là sử dụng internet để đăng ký đến thứ 6 tuần sau. Để ăn cái sử dụng vâng tôi hiểu rồi. Cơm suobun suob gì 필요한 것이 있나요? 대인영, 수업은 들은데 희망해라. 희망하고야. 필요한 것이 있나요? 끝간 탱크지, 이거만. 아니요, 형. 필요한 것은 모두 무료로 빌려 드리니까 그냥, 그냥 오시면 됩니다. 형. 필요한 것은, 필요한 것은 À, cái mà cần thiết ấy mù tu mù nì cho mượn miễn phí những cái cần thiết thì sẽ cho mượn miễn, miễn phí nên ô oxy miễn tùy mì ra nên cứ thế đến là được cảm xoay mi ra cảm ơn và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghe cuộc nói chuyện giữa kelly và chick 여보세요? 거기 국립국악원이지요? 문의할 게 있어서 전화드렸는데요. 네, 말씀하세요. 사물놀이를 배우고 싶은데 외국인을 위한 수업은 토요일밖에 없나요? 네, 토요일에만 있는데요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 다음 주 금요일까지 전화나 인터넷으로 하시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 그런데 수업 들을 때 필요한 것이 있나요? 아니요. 필요한 것은 모두 무료로 빌려드리니까 그냥 오시면 됩니다. 감사합니다. <목소리> 여국세요국기국립국악원이지요 문의할 게 있어서 전화드렸는데요. 네, 말씀하세요. 사물놀이를 배우고 싶은데 외국인을 위한 수업은 토요일 밖에 없나요? 네, 토요일에만 있는데요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 다음 주 금요일까지 전화나 인터넷으로 하시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 그런데 수업 들을 때 필요한 것이 있나요? 아니요. 필요한 것은 모두 무료로 빌려드리니까 그냥 오시면 됩니다. 감사합니다. Vậy giờ chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên c h ú n 여보세요. 거기 국립국악원이지요. 문의할 게 있어서 전화드렸는데요. 사물놀이를 배우고 싶은데 외국인을 위한 수업은 토요일밖에 없나요? 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 네, 알겠습니다. 그런데 수업 들을 때 필요한 것이 있나요? 감사합니다. 다음리의 역할을 할것리 먼저 말할 것입니다. 시작. 네, 말씀하세요. 네, 토요일에만 있는데요. 다음 주 금요일까지 전화나 인터넷으로 하시면 됩니다. 아니요. 필요한 것은 모두 무료로 려 드리니까 그냥 오시면 됩니다. 여 보세요. 거기 국립국악원이지요? 문의할 게 있어서 전화드렸는데요. 네, 말씀하세요. 사물놀이를 배우고 싶은데 외국인을 위한 수업은 토요일밖에 없나요? 네, 토요일에만 있는데요. 신청하려면 어떻게 해야 하지요? 다음 주 금요일까지 전화나 인터넷으로 하시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 그런데 수업들을 때 필요한 것이 있나요? 아니요, 필요한 것은 모두 무료로 빌려드리니까 그냥 오시면 됩니다. 감사합니다. 상황 2, 우리는 같니다 uh, 한국 태권도. Ở đây là cái trung tâm dạy tiếng, dạy Taekwondo. Thì, thì bạn này à, muốn học Taekwondo nhưng mà lại à, mỗi có mỗi hôm thứ sáu. Thì người sau đó hỏi khi học Taekwondo thì có cần phải mang à, cái trang phục Taekwondo đi không? đấy là phần số 2 Phần số 3 là Hàn Quốc Yori Chúng ta đây là trường học nấu ăn Hàn Quốc. Thì tôi muốn học nấu ăn Hàn Quốc nhưng mà ngoài chủ nhật ra thì có cái ngày nào không? Và có mang đồ gì thêm không? Thì là số và từ dân tê chuẩn bị này Tức là cái phần mà chuẩn bị có cần phải mang thêm cái gì không? Và số 4 là Hàn Quốc Tado 교수인, Tado Hàn Quốc Tado 교수인 đây là Tado là gia đạo, gia đạo Hàn Quốc. Thì Hwayun Park này, ó. cái này chỉ có vào thứ ba, chỉ có vào thứ ba thôi. Và Kachirkan Korsi này, ó. và có cần phải mang theo cái gì đi không? Kachirgata là mang theo, cái cái mà sẽ mang theo là cái gì không? không có gì cả đúng không ạ và tình huống số 1 chúng ta vừa hàn uh, tiếp theo chúng ta sẽ uh, kết thúc ở phần nói này phần nói này chúng ta chú ý ở đây là bạn này bạn hỏi một số cái dịch vụ uh, kunikukan khi mà đăng ký một cái dịch vụ nào đó thì, thì có cần phải mang theo cái gì không tập tích condo thì có phải là mang theo trang phục không trà đạo thì có cần phải mang theo cái gì không nấu ăn thì có phải cần chuẩn bị cái gì không Đấy thì chúng ta có thể tìm hiểu những trung tâm như vậy. Cần thì chúng ta sẽ mang thêm. Còn ở đây người ta đã Muriro Pilia Tritenica Ok, xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Tutko là... Maraki Chúng ta sang phần Tutko Maraki Ở bài này chúng ta có sự chuẩn bị đó là Radio Bang Sông Ấn Chachu Tutsumnika Các bạn có nghe thường xuyên thường xuyên. Pang Song là đài tiếng nói. Radio Pang Song là đài tiếng nói. Bạn có thường nghe đài tiếng nói không? ở tơn program Chúa Hằng các bạn thích chương trình nào? Đây chúng ta sẽ xem phần chuẩn bị bên trên và chúng ta sẽ nghe tràn Thức Cô Bà Cửa Sân Cô Bạn hãy chọn nghe kỹ và chọn cái đúng. 이 퀴즈 프로그램에서 한국 역사 문제가 나옵니다. 이 퀴즈 퀴즈는도 프로그램에서는 어 점의 증정 도우 vui này, 한국 역사 문제 문제는라 문제 역사, lịch sử 한국 나옵니다. 나옵니다 đưa t r o n g cái c thì có xuất hiện cái vấn đề của lịch sử hàn quốc có cái câu của lịch sử hàn quốc thứ hai cái gia uh, ca nếu muốn tham gia cái chương trình đố vui chân hoa xin chân he các bạn phải sử dụng điện thoại để đăng ký gọi điện thoại để đăng ký 이 퀴즈 프로그램 프로그램의 대상은 cái đối tượng của cái chương trình đố vui này 한국에 사는 외국인 외국 사람 là người nước ngoài đang sống ở Hàn Quốc thì chúng ta xem cái này là cái nào đúng nhá 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 자, 여러분. 오늘 방송도 잘 들으셨나요? 내일은 목요일인데요. 매주 목요일에는 즐거운 생생 퀴즈쇼가 있는 거 알고 계시죠? 저희 퀴즈쇼는 한국에 사는 외국인들이 참가하실 수 있습니다. 한국 문화와 한국 생활을 문제로 알아보는 시간. 퀴즈쇼에 참가하실 분은 홈페이지 게시판에 신청해 주세요. 그럼 내일 이 시간에 또 뵙겠습니다. 에 c 3. trong đoạn n văn hóa và sinh à, văn hóa và sinh hoạt của Hàn Quốc thôi, chứ không có vấn đề về lịch sử. Và thứ hai là khi đăng ký thì đăng ký qua cái bảng thông báo K-fan ở trên homepage chứ không phải là qua điện thoại. Và thứ ba là dành cho người nước ngoài sống ở Hàn Quốc. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Đáp án số 3. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 자, 여러분. 오늘 방송도 잘 들으셨나요? 내일은 목요일인데요. 매주 목요일에는 즐거운 생생 퀴즈쇼가 있는 거 알고 계시죠? 저희 퀴즈쇼는 한국에 사는 외국인들이 참가하실 수 있습니다. 한국 문화와 한국 생활을 문제로 알아보는 시간. 퀴즈쇼에 참가하실 분은 홈페이지 게시판에 신청해주세요. 그럼 내일 이 시간에 또 뵙겠습니다. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần số 2. Chuẩn bị. Chưa đã bốn Hàn quốc sinh hoạt này bốn hoài để hành chứng bộ rưỡi ở tìa sơ chặt xung đi cả. Các bạn có các bạn thì đã tìm ở đâu về những cái thông tin hoặc là thông tin về văn hóa hoặc là sinh hoạt Hàn Quốc Các bạn tìm ở đâu để có những thông tin về văn hóa hoặc sinh hoạt ở Hàn Quốc Các bạn tìm qua sách, báo hay là tìm qua Internet Thì cái này chúng ta sẽ nghe và trả lời câu hỏi Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua câu hỏi Chẳng thực cô mà chân cửa sân cô mô tu các bạn lưu ý là mô tu là hãy chọn tất cả những cái đúng các bạn nhé kelly xin ơn hàn quốc hàn quốc hàn quốc hắc hàn quốc hắc hơn không vua hàn hắc sinh người kelly là học sinh uh, đang học về cái khoa hàn quốc học

những người khi mà không có những người giúp đỡ mình trong khi đau ốm thì chúng ta hãy gọi 131. Đây chúng ta ba cái ý này chúng ta sẽ chọn. Tiếp theo là số 2. Tu bôn quy trừ ế tháp vân vua xìm nhỉ cá. Cái câu đố thứ hai thì cái đáp án của nó là cái gì? Thì các bạn viết vào đây. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 자, 생생 퀴즈쇼 시간입니다. 오늘도 많은 분들이 신청해 주셨는데요. 한번 통화해 보겠습니다. 여보세요? 먼저 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 신림동에 사는 켈리라고 합니다. 호주에서 왔습니다. 켈리 씨, 반갑습니다. 켈리 씨는 한국에서 무슨 일을 하시나요? 대학에서 한국학을 공부하고 있습니다. 아, 그러세요? 그래서 한국말을 이렇게 잘 하시는군요. 자, 그럼 문제 드립니다. 준비 되셨나요? 네. 잘 듣고 대답해 주세요. 한국 생활 문제입니다. 집에 혼자 있는데 많이 아픕니다. 병원에 빨리 가야 하는데 도와줄 사람도 없습니다. 이럴 때는 어디에 전화하면 됩니까? 1번 114 2번 119 3번 131 자, 답은 몇 번인가요? 2번 119요 2번 119. 네, 맞습니다. 문제가 좀 쉬웠죠? 두 번째 문제까지 잘하시면 작은 선물을 드립니다. 이번에는 한국 문화 문제입니다. 이것은 한국의 전통음악인데요. 네 가지 악기를 가지고 합니다. 이것은 무엇입니까? 저... 사물놀이 아닌가요? 네, 맞았습니다. 축하합니다. 켈리 씨께 작은 선물을 보내드리겠습니다. 전화 끊지 마시고 주소를 말씀해 주세요. 네, 감사합니다. 켈리는 한국어 수업을 해서 한국어를 잘해요. À, người phóng viên người ta cũng đã uh, khen bạn Kelly và bạn Kelly bạn ấy đã trả lời đúng hai đúng cả hai đáp án. Đáp án đầu tiên đó là gì ạ? Đáp án đầu tiên là illico là khi mà đau ốm mà không có người giúp đỡ thì chúng ta gọi illico là cấp cứu. Tiếp theo số 2 là cái câu số 2 là về nhạc khí có bốn loại đó là samunori thì các bạn viết samunori vào đây và phần hang nghe số 2 này chúng ta hoàn thành bây giờ chúng ta sẽ sang phần baraki là phần nói yorunarai tehe chingu deboseo các bạn hãy tạo ra những cái câu đố về bản thân các bạn dành cho các bạn bè của mình

câu đố cho các bạn của mình. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần Ilko Suki. Đầu tiên phần đọc thì chúng ta vừa được biết là 한국어로 하고 싶은 말은 잘할 수 없을 때 어떻게 합니까? Đây là gì ạ? Khi các bạn khi các bạn không thể nói tốt về những cái lời mình muốn nói bằng tiếng Hàn Quốc thì bạn làm thế nào? Tức là chúng ta rất là muốn nói với người khác bằng tiếng Hàn nhưng chúng ta nói không được tốt cho người ta không hiểu như bức hình này. Tham Eco, Chimone Tapaseo, hãy đọc cái sau và trả lời câu hỏi. Chayu Kejivan Cái này là Cái thông báo, bản thông báo tự nhiên Pek Ejip Chon Hoa Rân Bạn có biết số điện thoại Gọi 120 không ạ? Anh yêu hai Xin chào Cho nên ý cướp về sơ Công vua hạ Nana Raghu Hamida Tôi là Nana đang học ở lớp cấp 2. 여러분의 전1 2 0번120 전화를 소는 소개해 주고 싶은데요. 저는 소개해 주은데 저는 소해주요 소개해 은요 저는 고 싶은데요. 저는 은서요 생활에서 궁금한 것이 있요요있나요 있나요? 있거나 문제가 있으세요은 hoặc là có vấn đề gì không? 그런데 120 전화는 이용하시면 좋습니다. À vào những lúc như vậy thì các bạn hãy gọi, hãy sử dụng cái số điện thoại 120. 저도 이번에 처음 이용해 봤는데 tôi cũng lần à, vừa sử dụng vừa mới sử dụng lần đầu.

cái tiếng Hàn của tôi chưa giỏi. 아픈 것은 설명할 수 없었습니다. Và những cái đau của mình thì mình không giải thích được cho đã không giải thích được. 그때 의사 선생님이 120 120에 전화를 해서 và khi đó thì người thầy 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 thuốc ông bác sĩ đã gọi điện đến đã bấm số điện thoại 120, sang ta mua nên và đã đổi cho cái người tư vấn, sang ta muốn đi rư Hàn Quốc, thông thông he chu và cái người tư vấn đó đã phiên dịch cái lời nói của tôi sang tiếng Hàn Quốc.

thuận tiện. 여러분도 서운 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 120 전화를 이용해 Các bạn cũng nếu nếu có cái nếu muốn biết cái gì đó ở về cuộc sống ở Seoul thì hãy sử dụng thử số điện thoại 120 xem. đây là, đây là có một số cái tin nhắn và trả lời in mono thông nước in mono thông nước so với sư này có cái dịch vụ phiên dịch bằng tiếng Nhật hay không? Đề ý vâng có. Thông nước sôi vision part to nếu mà muốn nhận được cái dịch vụ phiên dịch thôn nên để ra thiếu phải trả tiền không? 아니요 무료로 이용할 수 있어요 không không phải trả tiền cái này hoàn toàn miễn phí sử dụng miễn, miễn phí thì chúng ta trả lời 나나는 어떤 문제가 있어서 120번 전화를 120 전화를 이용했습니까 gặp vấn đề gì và đã gọi điện và đã sử dụng số điện thoại 120 các cậu ôn phiêu ngôn đi ở vì không biết cái bệnh viện ở có ở gần hay không 한국어로 아픈 것은 잘 설명하지 못해서 là à, vì là không giải thích được cái những cái đau ốm bằng tiếng Hàn những cái đau bằng tiếng Hàn 서울 생활에 대해 물어보고 싶은 것이 있어서 vì là có một số cái vấn đề muốn hỏi về cái sinh hoạt ở Seoul thì ở đây chúng ta chọn số 2 đâu vì bạn này bạn đau mà không bạn không diễn tả được để cho người bác sĩ thì bác sĩ bác sĩ đã gọi 120 tiếp theo 120ơn hoa yionsơ Mi mặt nên cửa sơn hãy chọn tất cả các cái đúng về cái lời giải thích về điện thoại 120 120. suy sinh bởi vì gọi 24 tiếng cho nên BAM cũng sử dụng được Inbound 통역 서비스가 있습니다. 거가 뜨냐? 통역 서비스 이용하려면 요금은 내야 합니다. Không phải bởi vì cái này là service là miễn phí. Bureo là bureo. Cho nên hai cái trên là đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đoạn hội thoại này. Chúng ta đọc lại. Sau đó chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này bằng Người 한국, n g i a s t n 120 전화를 아시나요? 안녕하세요. 저는 이급에서 공부하고 있는 나나라고 합니다. 여러분에게 120 전화를 소개해 주고 싶은데요. 여러분, 서울 생활에서 궁금한 것이 있거나 문제가 있으세요? 그럴 때 120 전화를 이용하면 좋습니다. 저도 이번에 처음 이용해 봤는데 아주 편리했습니다. 저는 어제 수업 중에 갑자기 배가 아파서 병원에 갔습니다. 그런데 한국어를 잘 못해서 아픈 것을 설명할 수 없었습니다. 그때 의사선생님이 120에 전화를 해서 상담원을 바꿔주었습니다. 상담원이 제 말을 한국어로 통역해 주어서 치료를 잘 받을 수 있었습니다. 120 전화는 24시간 이용할 수 있고 통역 서비스도 있어서 정말 편합니다. 여러분도 서울 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 120 전화를 이용해 보세요. 일본어 통역 서비스도 있나요? 네, 있어요. 통역 서비스를 받으려면 돈을 내야 돼요? 아니요, 무료로 이용할 수 있어요. 중다, nghe lại một lần nữa. 120 전화를 아시나요? 안녕하세요. 저는 이급에서 공부하고 있는 나나라고 합니다. 여러분에게 120 전화를 소개해주고 싶은데요. 여러분, 서울 생활에서 궁금한 것이 있거나 문제가 있으세요? 그럴 때120 전화를 이용하면 좋습니다. 저도 이번에 처음 이용해 봤는데 아주 편리했습니다. 저는 어제 수업 중에 갑자기 배가 아파서 병원에 갔습니다. 그런데 한국어를 잘 못해서 아픈 것을 설명할 수 없었습니다. 그때, 의사선생님이 120에 전화를 해서 상담원을 바꿔주었습니다. 상담원이 제 말을 한국어로 통역해 주어서 치료를 잘 받을 수 있었습니다. 120 전화는 24시간 이용할 수 있고 통역 서비스도 있어서 정말 편합니다. 여러분도 서울 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 120 전화를 이용해 보세요. 일본어 통역 서비스도 있나요? 네, 있어요. 통역 서비스를 받으려면 돈을 내야 돼요? 아니요, 무료로 이용할 수 있어요. 그리고 <목소리나> 는에발음다 là khi mà chúng ta gặp phát chim là chữ tờ mà gặp chữ n chữ m ở đằng sau thì chữ tờ sẽ đọc là chữ m chữ tinh hoặc là yên Nan, yên Nan chứ không phải là yên Nan, yên nàn. yên Nan, yên, nàn. yên, nàn. yên, nàn. yên, nàn. yên nàn. các bạn chú ý như vậy to Phát chim đọc là tờ, bao gồm uh, tờ, thờ, sờ, chờ, hờ đều đọc là n hết. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Đây là quy tắc phát âm. Phát chim sơ lý là cái, cái âm phát ra ở phần phát chim là tờ, gặp đằng sau là n, m thì sẽ đọc bằng chữ n.

2. 토요일에 수업이 있나요? 됐대요. 1. 옷을 바꾸러 왔는데요. 2. 학생이 몇명 있습니까? 3. 맞는 옷이 별로 없어요. 4. 수업이 몇 시에 끝나요? V ví dụ chữ cân này thì chúng ta đọc cân này các bạn chú ý như vậy nhé à, đến đây chúng ta kết thúc phần bài học phần bài số 9 Ở trong bài số 9 này chúng ta học từ vựng về trơn hoa gọi là gọi điện thoại và uh, từ vựng về trơn hoa và từ vựng về trông từ vựng về trơn hoa và từ vựng về trông mô thì trong hai phần từ vựng này thì chúng ta lưu ý là chúng ta có một số cái thao tác với điện thoại nữa à, sử dụng điện thoại rồi gửi tin nhắn nhận điện thoại về thông tin thì chúng ta có sự truyền đạt thông tin ở trong các bài hội thoại ngữ pháp trong phần này chúng ta chú ý, ý. Cái, cái, cái ngữ pháp đó là nếu động từ đi với nai-ô tính từ đi với, đi với ơn khai ô và danh từ đi với in ô dùng để nói lịch sự và uh, thân mật nhẹ nhàng thì cái này rất hay dùng trong những việc mà in gọi là phỏng vấn interview. OK, hôm nay chúng ta có thêm quy tắc phát âm đó là tất cả những chữ phát âm bên dưới là tờ đằng sau nó gặp n hoặc m thì chữ Tờ đọc là chữ N. Các bạn chú ý như vậy. À, chúng ta kết thúc bài số 9 cũng kết thúc phần à, à, giáo trình 2A thì chúng ta tập đọc tất cả các phần bài đọc. Thật giống người Hàn Quốc và chúng ta cố gắng mỗi một chương trình chúng ta sẽ học thuộc một bài hát. Ví dụ như 2A chúng ta thuộc một thêm một bài hát nữa. À, chúng ta có thể là dành những thời gian cùng các bạn bè của mình để ôn tập về ôn tập từ vựng ôn tập về hội thoại phản xạ ôn tập về ngữ pháp ôn tập về phát âm và chúng ta luyện đọc để thỉnh thoảng ở trung tâm hàn ngữ sư thái nguyên hoặc là trung tâm ngoại ngữ việt mỹ sẽ có những cái buổi maraki te huê hoặc là suki te huê thường là chúng ta sẽ tổ chức là maraki te huê cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc ở tại các trung tâm. À, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào khóa sau. Khóa 2B. Xin chào.